Tại thì là Trâm Ly có một cái tài dính mà vợ ở nhà là hay la hay cằn nhằn lắm, là chỗ chồng cái option này đúng không? Cái option hơi xấu hổ tí xíu là option D, đi đại tiện không đóng cửa. Tại vì cái toilet ở nhà mình là bằng kiến, giống như mình đi toilet mình phải kéo cái tấm kiến qua, thì giống như nhiều khi mà đi toilet ở trọng cái mình thấy cảm thấy giống như là mình bị ngợp, tuy là cũng có cái máy hút thôi mà mình thấy mình bị ngợp quá. Mình thấy rồi mở ra xong rồi mới lạnh nó ào vô mình mát ở trọng. Cái lúc mình đi, mình vừa đi tí xíu là vợ mình ngoài nó là ê okay, rồi cái đó mình biết, bà biết rồi đó, bắt đầu khó chịu, bắt đầu ra mùi, cái nó ok ok anh hiểu rồi. Anh chốt đám của em là D, đi đại tiện không đóng cửa. Trời xấu hổ, nốt đóng giùm cái nha. Trời ơi, không biết điệu anh. Vô, ông còn la lên. Ông nó bấm, bấm nước, chưa mà, chưa có nhiều. Để nhiều gì. Trời ơi, quá đáng, bấm 2-3 lần. Quá đáng. Để nhiều nhiều lần luôn rồi, hả? Nhiều quá. Trời ơi, cái gì quá xấu hổ. Mà lại rải ra chứ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Nếu được ép buộc chồng phải bỏ đi một thứ gắn liền với chồng, vợ sẽ chọn A là điện thoại, B là phòng tập gym, C là hội bạn nhậu, D là cô bạn đồng nghiệp. Em chọn cô A. Sự việc xảy ra nhiều trên cái điện thoại lắm, nên em cũng kỵ nó dữ lắm, nên em sẽ chọn điện thoại. Với là em hận cái điện thoại lắm, nên em sẽ chọn. Cũng hơn là em chưa đập điện thoại. Hơn là em chưa đập điện thoại. Em có làm cò tí te gì trên điện thoại mà sao? Có anh, ngoại tình trên điện thoại. Trời ơi, chết rồi. Dữ gì đó hả? Ghê gớm lắm. Ngoại tình trên cái điện thoại. Rõ rồi mới nghe cái từ ngoại tình trên điện thoại đó. Nhưng quan trọng mới coi gì đó hay là gì? Thì chát với ghệ, ví dụ gì đó. Chát với ghệ. Không gặp luôn, chát thôi. Căng rồi nha. Bắt gặp luôn á hả? Bắt một lần xong là mới bỏ luôn đó anh. Như là cái thời điểm mà em bắt đó là em nói là không gặp không gì, tại lúc nào Tài cũng ở bên em 24/24, không gặp không gì luôn, mà cứ tối ngày cứ nhắn hoài, mà lúc đó em không biết. Nhưng mà sau khi mà sự việc xảy ra, em sâu chuỗi lại thì em mới biết là có nhắn tin trên điện thoại. Con dở quá Tài. Đỉnh điểm á, đang ngồi nè, những cái đang ngồi với nhau nè, cái qua kia ngồi không muốn bấm cái nha, tự nhiên linh tính anh. Giật hai dòng đánh lộn quá trời, giật mới bắt được tin nhắn. Rồi là đánh lộn sùm luôn, là lúc đó là xui, đúng là xui. Vậy thì cái ngày cũng phải lòi ra ha. À, tôi bước đi vô toilet tôi đóng cửa lại. Trời ơi, đó luôn anh, đi toilet vô đóng cửa, chết, đóng khóa cửa luôn. Đúng là em nghi ngờ thôi. Em mở cửa ra, em mở chốt ra, vô bấm cửa nữa. Mà em nói em đi toilet đóng cửa tí trọng luôn. Em lòi bỏ nhau các kiểu luôn, lúc đó mới là hết. Thì ghê quá. Cái tật là đi toilet không đóng cửa, tự nhiên đóng là ta nghi rồi. À, nghi rồi. Không. Điện thoại thì thời đại 4.0 bây giờ mà cái chuyện mà vợ ép chồng phải bỏ đi điện thoại thì cái đó chắc không có. Còn phòng tập gym thì Tài không có đi gym giống như Henry nhiều, ít đi lắm. Còn cô bạn đồng nghiệp thì cũng không có luôn. Cho nên cái đáp án mà chọn mà khả dĩ xác thực nhất đó là C, hồi bạn nhậu. Trời gắt quá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với hai đội chơi để cùng nấu ăn, cùng chia sẻ những câu chuyện gia đình. Và bây giờ xin mời đội số 1 giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, mình tên là Henry Ngô, đây là vợ mình, Thảo Bành. Hai vợ chồng làm công việc gì? Hai vợ chồng em có công việc ở thẩm mỹ viện anh. Rồi có thường xuyên em vào bếp với vợ không? Vợ chồng em ít khi nào ăn ở nhà lắm, thường xuyên ra ngoài ăn. Vậy có ai biết nấu món gì không? Vợ em biết. Em thì chắc nấu được mì gói thôi. Giờ em thường nấu món gì? Em thì thường xuyên nấu món Bắc, nhưng mà lần nào nấu cũng bị chê tôi tả hết anh. Trời ơi, bị ai chê? Em nấu không ai chê, chỉ mỗi anh này anh chê. Khó tính quá hả? Hai bạn có mấy cháu rồi? Chắc được 20 tháng rồi. Chắc được 20 tháng rồi, chưa nhớ được mấy tháng luôn. Tên nó là Chắc. Tên của bé là Chắc. Tên con là Chắc luôn hả? Ủa tại sao đặt Chắc? Tại em là người Mỹ, nên con em nó quốc tịch Mỹ nên em đặt tên tiếng Anh cho nó luôn. Chắc. Chắc hả? Trời ơi, bây giờ tôi tưởng nó tên Chắc. Chắc lép á. Màu Chắc. Chắc, rồi chúc mừng luôn ha. Cảm ơn anh. Rồi một tràng pháo tay chào đón đội đầu tiên. Đội thứ hai xin mời giới thiệu về mình. Em tên là Anh Tài, còn vợ em tên là Huỳnh Như.
Hai bạn có mấy cháu rồi? Dạ, em đang mang thai, chưa có cháu. Ồ, chúc mừng nha. Dạ. Như vậy là chúng ta sắp chào đón một thiên thần ra đời ha. Dạ. Thường thì hai vợ chồng có nấu ăn giống như hai vợ chồng bên đây không? Có, bên nhà em thì có nấu ăn. Nhưng mà đa số là con người làm nấu, tại công việc tụi em cũng bận. Bên đây không ăn nhà, ăn tiệm. Còn bên đây có ăn nhà mà cũng như bên đây là bởi vì không có nấu. Có, lâu em cũng có nấu, như con người làm nghỉ em có nấu. Mà nhìn ngon, có mấy món xào hoặc. Ngon không? Ngon, giờ em nấu ăn. Chồng em mày mặn chua chát gì là ăn hết, ăn lát bữa nào cái cuối hư rồi mới bỏ thôi. Còn nhiều là ăn hết, tội nghiệp lắm. Thấy chưa, ba nấu ăn không ngon, ta vẫn khen đấy chưa? Em được chê thôi nhưng mà vẫn ăn hết mà, đâu có bỏ miếng nào đâu. À, bỏ uổng đúng không? Thôi. Không phải vậy đâu anh ơi. Ông này nấu ăn thì dù từ giúp việc đến mẹ ống mẹ em hay là em nấu cũng chê hết á. Thôi vậy cuối cùng hay cặp ăn cơm tiệm không là đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ nên vào bếp đi ha. Từ từ mình sẽ nấu ngon thôi. Chứ không phải ai là vào bếp nấu ngon đâu. Những cái điều gì mà em không thích ở Henry? Nhiều á. Nhiều hả? Tại vì hồi em quen Henry thì Henry rất là nice. Nhưng mà sau khi cưới về thì quay đủ một trời một vực. Suốt ngày cáu gắt thôi. Cái gì cũng cằn nhằn, cái gì cũng không ưng, khó tính. Nhất là gần đây không hiểu là bị cái gì luôn. Còn Henry, em thấy tật xấu gì của Thảo mà em không thích? Thảo thì không có nhiều tật xấu lắm. Cổ chỉ đam mê công việc nhiều quá thôi. Với lại thỉnh thoảng cổ, không phải thỉnh thoảng nữa mà thường xuyên luôn, là cổ lạm dụng thuốc giảm đau nhiều lắm. Panadol này nọ là cổ uống hàng ngày luôn mà. Uống giống như là kẹo vậy đó. Cứ dầm 3 tiếng là cổ phải uống một viên, dầm 3 tiếng là uống một viên. Mà quen được bao lâu là bao nhiêu đó thời gian là cổ cứ uống thuốc hoài. Mà mình cứ nói cổ chăm tập thể dục, tăng sức miễn nhiễm này nọ lên thì cổ cứ không chịu, cứ gác hết qua rồi cứ lo công việc thôi. Ô, không được đâu em. Thì vậy rất là nguy hiểm luôn đó. Tại sao là cứ chút xíu là uống thuốc giảm đau vậy? Đó là lý do dạo này nó là cao trào, em thấy rất là khó chịu. Tại vì nếu mà lâu ngày là không xong. Tại vì cũng có con cái này nọ rồi mà cứ duy trì cái kiểu giống như lối sống độc thân này á là sớm muộn gì gia đình cũng chịu ảnh hưởng nhiều. Cho nên em nói hoài mà cô không nghe. Sao vậy, em sao uống thuốc hoài vậy? Tại vì em nghĩ là chắc là em bị bệnh tiền đình giống mẹ em, như kiểu bệnh di truyền ấy. Mà bây giờ đang trong cái giai đoạn trẻ xây dựng sự nghiệp, bây giờ cũng không thể không làm được. Muốn làm để sau này tương lai con cái của mình được thoải mái. Mà mọi thứ cứ dồn dập đến. Nên là... Không được đâu, anh thấy nguy hiểm lắm đó. Bởi vì chúng ta làm tiền để làm gì? Làm tiền để cho con cái, gia đình. Nhưng mà khi có tiền rồi chúng ta mua lại cái sức khỏe đó không có được đâu. Mà uống thuốc như thế thì đến lúc nào đó nó bị nhàm thuốc, nó bị kháng thuốc này kia, là em lại là người mệt nhất. Làm có tiền nữa mình cũng không hưởng thụ được đâu. Thật sự đây là hậu quả rất nghiêm trọng nha. Cứ uống thuốc hoài không có được. Xem lại việc này đi nha. Ngược lại cặp vợ chồng bên đây, để tài nữa trước đi. Nói chung là bà xã em hồi đó thì chỉ có cái là bà xã hay nóng tính, hay la, hay cáo quát thôi. Nhưng mà dạo này khoảng một năm gần đây, với lại lúc là từ khi là có baby, vợ em giống như là đổi tính vậy đó. Rồi hiền, với lại giống như là chiều em lắm. Con bên anh. Giống như vợ nói là chắc con trai nó bên anh. 3 tháng nữa. Tính của em á, không phải là tại vì em giữ, mà em muốn người đó phải có chủ ý, cố ý là chăm sóc em. Như vậy không cần phải chăm sóc, nhưng mà phải hiểu được cho em là muốn chăm sóc em là em sẽ tự động em biết điều. Còn hồi xưa là cứ ham chơi, phải để em nói là không được cái này, không được cái kia, không được cái kia. Không quay vợ em thì anh mới biết một thời gian đã từng làm con gái đó Tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho hai đội chơi để xem vợ chồng có hiểu ý nhau không nha. Câu hỏi đầu tiên, việc làm nào của chồng sẽ khiến vợ tức giận, thể hiện thái độ ngay lập tức? A là nhìn gái xinh khi đi ra đường cùng vợ. B là tắm xong không lau khô người. C là quên xả nước khi đi vệ sinh. D là đi đại tiện không đóng cửa. Câu hỏi người cảm quá hả? Anh ơi, mấy cái này chồng em chắc chắn là không nào phạm phải, xong rồi toàn hình như là toàn là lỗi của em. Theo em thì chồng em sẽ trả lời câu nào? Em nghĩ là chắc chắn ông sẽ chọn đáp án số 4. Nhưng mà là toàn là lỗi của em. Nếu mà ông tức, em tức giận ông thì chắc ông sẽ chọn phương án thứ 4, em nghĩ vậy.
Tại sao em đi mà không đóng cửa cho người? Tại vì trong toilet không có điều hòa anh ơi. Vậy muốn người ngoài hưởng luôn đúng không? Thì đằng nào cũng có mình cũng mà. Vợ chồng phải đồng lòng đồng sức chứ đúng không anh? Tại vì những cái kia thì Henry chưa bao giờ trải nghiệm qua nên không biết. Tự nhiên cái A chắc là cái gần gũi nhất. Thì điều này khá phổ thông. Nhưng mà Henry nghĩ là nếu mà chuyện này có xảy ra đi nữa thì Thảo cũng sẽ không có làm lớn chuyện lên. Cô chỉ xử mình khi về nhà thôi. Henry sẽ chốt đáp án A, nhìn gái xinh khi đi ra đường cùng vợ. Tại sao Henry lại chọn câu A là nhìn gái? Chắc là em hay nhìn lắm đúng không? Công việc của tụi em á, là sẽ tiếp xúc với những người đẹp nhiều lắm. Thì cũng nhìn thôi. Quan trọng mình có nghĩ gì không mới đúng không? Thì nếu mà giao tiếp mà mình nhìn đối phương chắc đâu có tính là nhìn gái đúng không? Không có tính đâu. Ok, đó, em không có dính. Còn em sẽ chọn lớp bán nào? Chồng em lúc nào đi đại tiện cũng không đóng cửa, là câu D luôn. Không đóng cửa lúc nào là vô một cái ha. Trời, em nói anh á là cái tật rồi, chỉ có người ngoài là mới đóng cửa thôi. Hoặc là đi toilet khác còn không à. Mở vô, em nói anh á, không bao giờ chịu nổi. Em xích dầu quá trời luôn mà chịu không nổi. Em nói còn như là chuột chết, em nói chịu không nổi luôn. Trời. Lần nào em cũng la làng lên luôn á. Là mà thích như vậy. Ngợp quá, giống như chị nói chứ. Ngợp giống ngợp quá, một mình hưởng chịu nổi. Thôi có mấy lạnh vô, nó mới mát được. Vậy là hai người đều còn nó vắng đi. Tại thì là trong đi có một cái tài dính mà vợ nhà là hay la hay cằn nhằn lắm là chỗ chồng cái option này đúng không? Cái option hơi xấu hổ tí xíu là option D, đi đại tiện không đóng cửa. Tại vì cái toilet ở nhà mình là bằng kiến á, giống như mình đi toilet mình phải kéo cái tấm kiến qua thì giống như nhiều khi mà đi toilet ở trọng cái mình thấy cảm thấy giống như là mình bị ngợp. Tuy là cũng có cái máy hút thôi mà mình thấy mình bị ngợp quá. Mình thấy rồi mở ra xong rồi mới lạnh nó ào vô mình mát ở trọng. Cái lúc mình đi mình vừa đi tí xíu là vợ mình ngoài nó là ê okay, rồi cái là mình biết bà biết rồi đó, bắt đầu khó chịu bắt đầu ra mùi cái nó ok hiểu rồi. Em chốt đáp án của em là D, đi đại tiện không đóng cửa. Trời xấu hổ nốt đóng giùm cái nha. Trời ơi, không biết điều anh. Vô con la lên. Bấm nước đi. Chưa có nhiêu. Để nhiều gì. Trời quá đáng, bấm 2-3 lần. Quá đáng. Để nhiều nhiều lần đúng luôn rồi, hả? Nhiều. Trời ơi, cái từ vậy. Quá xấu hổ. Mà rải rải ra chứ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Nếu được ép buộc chồng phải bỏ đi một thứ gắn liền với chồng, vợ sẽ chọn A là điện thoại, B là phòng tập gym, C là hội bạn nhậu, D là cô bạn đồng nghiệp. Em chọn câu A. Sự việc xảy ra nhiều trên cái điện thoại lắm, nên em cũng kỵ nó dữ lắm, nên em sẽ chọn điện thoại. Với là em hận cái điện thoại lắm, nên em sẽ chọn. Cũng hơn là em chưa đập điện thoại. Hơn là em chưa đập điện thoại. Em có làm cò tí te gì trên điện thoại mà sao? Có anh, ngoại tình trên điện thoại. Trời ơi, chết rồi. Dữ gì đó hả? Ghê gớm lắm. Ngoại tình trên cái điện thoại. Rõ giờ mới nghe cái từ ngoại tình trên điện thoại đó. Nhưng quan trọng nó coi gì đó hay là gì? Thì chát với ghệ, ví dụ gì đó. Chát với ghệ. Không gặp luôn, chát thôi. Căng gì ha. Bắt gặp luôn á hả? Bắt một lần, xong là mới bỏ luôn đó anh. Như là cái thời điểm mà em bắt á là em nói là không gặp không gì, tại lúc nào Tài cũng ở bên em 24/24, không gặp không gì luôn. Mà cứ tối ngày cứ nhắn hoài, mà lúc đó em không biết. Nhưng mà sau khi mà sự việc xảy ra, em sâu chuỗi lại thì em mới biết là có nhắn tin trên điện thoại. Con dở quá Tài. Đỉnh điểm á, đang ngồi nè, những cái đang ngồi với nhau nè, cái qua kia ngồi, không muốn bấm. Cái hai tự nhiên lúc linh tính anh, giật hai đứa chồng đánh lộn quá trời, giật mới bắt được tin nhắn. Rồi là đánh lộn sùm luôn, là lúc đó là... Xui, đúng rồi xui. Vậy mới cái ngày cũng phải lòi ra ha. Tôi vô toilet tôi đóng cửa lại. Trời đó luôn anh, đi toilet, vô đóng cửa, chết, đóng khóa cửa luôn. Đúng là em nghi ngờ thôi. Em mở cửa ra, em mở chốt ra, vô bấm cửa nữa. Mà em nói em đi toilet đóng cửa tí trọng luôn. Em lòi bỏ nhau các kiểu luôn, lúc đó mới là hết. Thì ghê quá. Cái tật là đi toilet không đóng cửa, tự nhiên đóng là ta nghi rồi. À, nghi rồi. Không. Điện thoại thì thời đại 4.0 bây giờ mà. Cái chuyện mà vợ ép chồng phải bỏ đi điện thoại thì cái đó chắc không có. Còn phòng tập gym thì Tài không có đi gym giống như Henry nhiều, ít đi lắm. Còn cô bạn đồng nghiệp thì cũng không có luôn. Cho nên cái đáp án mà chọn mà khả dĩ xác thực nhất đó là C, hồi bạn nhậu. Trời ơi.
Một cái nỗi trồi như vậy mà em không nhớ hết Tài. Một cái điều mà nó gây ấn tượng nó mất như thế em không nhớ hết Tài hả? Quên đi, giả bộ quên đi anh. Giả bộ quên đi. Xóa đi kiếp đó anh. Quên đi. Còn em chọn phương án nào? Em thấy hình như là chương trình soạn câu hỏi giống như kiểu Loki bóc phốt em hay sao ấy. Toàn những câu hỏi toàn là... Quen không hả? Yeah. Đây thôi. Nếu mà chồng em trả lời thì em đoán thôi, nhưng mà em chắc sợ chật lất quá. Tại vì xưa giờ ông đoán em thì đúng, chứ em đoán ổng thì... cho em chọn phương án C đi anh. Rồi, chúng ta nghe xem có đúng hay không? Cái này... cái này căng rồi nha. Cái nào cũng hầu như là rơi vào tình huống của Henry hết. Tuy nhiên đối với Henry, Henry không có một cái hội bạn nhậu, hay chỉ có vài người thôi. Thỉnh thoảng thì họ ở Mỹ về chung với Henry á. Thì lâu lâu chắc một năm chắc họ về được 2 năm, năm rưỡi gì đó họ mới về. Thì lâu ngày không gặp thì chắc là Henry có đi, mà mỗi lần đi đi lâu lắm. Thì lâu có nhiều chuyện để catch up mà. Cho nên nói chuyện chắc cũng tới 4-5 giờ sáng. Thì Thảo không thích chuyện này. Câu hỏi này Henry sẽ chọn đáp án C là hội bạn nhậu. Bắt đầu đấu nhau rồi á. Đầu tiên rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nhân dịp sinh nhật chồng, nếu được chọn một món quà vợ tặng sau đây thì chồng sẽ chọn món nào? Một đêm thấp hôn tại khách sạn 5 sao, một khoản tiền mua cái mình thích, làm trai độc thân một ngày, và một bữa ăn do chính tay vợ nấu. Em thì em cũng nghĩ là câu A. Câu A. Tại từ khi có em bé thì mới giảm bớt phần nào đó thôi. Sợ nó cũng là cũng hạn chế, không dám nhiều. Em bé là bị cắt cử ăn cơm. Bà đón. Nếu mà nói muốn thì chỉ muốn hai cái thôi, là A hoặc là B. Còn C với D thì làm trai độc thân một ngày thì không bao giờ mà có chuyện vợ tặng cho cái đó. Cái này trong cái ví dụ cũng không có nữa. Không thể nào. Nhưng mà nếu mà nghiêng về thì có thể là chọn một đêm hấp hôn tại khách sạn 5 sao. Chúc mừng. Em sẽ chọn gì? Cái này thì dễ này. Này chắc chắn là đáp án đầu tiên rồi. Em nghĩ là chồng anh sẽ là như thế. Chắc chắn luôn ấy. Chắc chắn luôn. Lệch được. Tại sao? Tại vì ngày nào ở nhà cũng đòi thôi à. Nên là chắc chắn là sẽ không phải lệch được. Đòi mà mệt luôn á. Đòi mà giống như kiểu thiếu nợ hay sao đó. Nên là không lệch. Cái này chắc là em đúng. Vợ Henry từ hồi mà lấy Henry xong á, đến nay là 3 năm rồi. Thì cổ có cái xu hướng giống như là cổ mặc định cho những cái việc làm của Henry là phải như vậy. Cái như là mặc định luôn rồi, không còn coi nó là một cái gì đó mà lãng mạn hay là tử tế tế nhị với cổ nữa. Cho nên Henry muốn có được một lần trở về thời cha độc thân, để mình quay lại mình dùng cái bản năng đàn ông của mình và cái đặc biệt của mình, đúng không? Đúng rồi. Như là một lần chỉ hy vọng là cổ quên đi. Cổ quên đi là cổ đã ở với mình 3 năm. Như là cái ngày đầu cổ gặp mình á, để cổ thấy được là mình như thế nào, tại sao cổ chọn mình ngay từ đầu. Henry chọn thì Henry sẽ chọn đáp án C, làm trai độc thân mỗi ngày. Trai độc thân mỗi ngày luôn á, chứ phải một ngày nha. Hồi nãy định nhắc Henry cái chữ đó. Không cố tình cố. Giờ chồng em muốn làm trai độc thân mỗi ngày luôn nha. Ủa, nếu mà làm trai độc thân mỗi ngày là bây giờ là khỏi cưới luôn. Cưới gì luôn. Là không có đòi hỏi gì luôn đó. Là lý gì luôn đó. Giả sử mà em. Giả sử nó, nhưng mà đây là ước muốn của anh mà. Chết rồi, gia đình tàu sáu. Anh nói lộn, chỉ mỗi ngày thôi mà, một ngày thôi, anh xin một ngày thôi. Thôi ai tin, nói rồi ai tin. Là muốn tỏa ra giống như là cái độ hó đi, cái sức nóng của mình ra giống như là hồi xưa lại. Thì Henry có bồ thử một lần đi rồi Henry biết. Đó, đó. Một ngày thôi mà làm dữ vậy. Thì không biết là bây giờ một ngày thì bao nhiêu cô? Không, để đính chính lại nha. Ý của em hồi nãy nói rõ ràng là em muốn một ngày độc thân để em... Để vợ yêu lại. Đúng rồi, cua lại vợ em một lần. Giống như ngày đầu, chứ không phải là đi một ngày độc thân để đi cua mấy người khác hay chơi bời gì hết. Là em nói rất rõ mà. Tại cổ hiểu sai. Mỗi ngày là em nói nhầm đúng không? Đúng rồi, mỗi ngày là em nói nhầm. Sao anh nói tiếng Việt không rành mà không, mà lên hôm nay anh khéo dữ rồi sao? Thì lắp được luôn. Ghê thiệt luôn á. Ghê thiệt luôn á. Như vậy là anh đã trải qua
những cái câu hỏi rất là vui, nó giúp cho vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của chương trình, đó là bếp chiến. Tài định nấu món ăn gì để có thể phục vụ vợ nè? Hôm nay thì em định nấu món tôm dùm để cho vợ ăn. Thời hai vợ chồng em mới yêu nhau á, là giống như là em đi du lịch với vợ em, nó nói là em là người đầu tiên mà anh đi du lịch chung ở nước ngoài xa, đầu tiên với nhau. Nói là hai vợ chồng nó cũng rất thích Thái Lan, đi Thái Lan rất là nhiều. Thì qua Thái Lan thì vợ em cũng có ăn rất nhiều đồ Thái mà cũng thích ăn món tôm dùm. Cho nên có một lần em giống như là về nhà xong rồi tự xem trên mạng á, tự học xong rồi tự nấu cho vợ ăn thử một lần luôn. Cũng được. Cũng được ha. Cũng được. Vậy là năng khiếu quá luôn, nấu một lần mà đã ngon rồi. Harry, bữa nay em sẽ nấu cho vợ em ăn bì ý, bì spaghetti. Dễ nấu đúng không? Nhanh. Món kia hơi lâu, món này dễ nè. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu để đến với bếp chiến. Hôm nay đồng hành với chúng ta sẽ là một đầu bếp chuyên nghiệp, đó là Cẩm Thiên Long. Hôm nay Cẩm Thiên Long sẽ giúp các ông chồng có thêm cái kinh nghiệm. Có gì bạn hỏi đầu bếp chuyên nghiệp chúng tôi nha. Và bây giờ thời gian dành cho hai đội bắt đầu. Có 10 phút đúng không anh? Nấu đi, 10, 11, 12 gì đó, mình sẽ lên. Ồ, mà nãy anh kêu là dồn hết tình cảm vào này, không biết là có bỏ độc hay không. Trời, phải bắt nước mình chứ. Mình có phải ăn không anh? Ăn chứ, của chồng em nấu mà em không ăn sao được. Em thử nhìn chồng em có cách thân chế coi sao. Hơi run. Thôi thấy chồng cái sắc cái cũng điều nghệ chưa. Nhưng mà coi chừng tay đó nha. Cái này coi chừng vô tay thấy không ổn á. Ủa chứ bình thường anh nấu là ai sắp cái này cho anh vậy? Trong chuyên nghiệp. Em nghĩ là anh sẽ phải băm cho nó mịn hơn nữa chứ đúng không anh? Nếu mình cắt hạt lựu nhỏ thì nó ok. Đúng rồi. Vậy chồng em muốn làm sao làm biết đâu. Gọi là sáng chế món mới sao? Em là người ăn, em là người ăn. Anh ơi, anh cũng lắp, anh cũng ăn đó. Anh đến rồi, quan trọng là em ăn. Cái đó là bao nhiêu lít nước anh? Lít rưỡi hả? Ừ, cái này lít rưỡi. Hơn nữa, hơn cái này nữa. Anh bắt nước lên trước, bắt lò lên. Mở sôi đi, mở lửa lên đi. Bắt nước lên đi. Sắc xả. Anh chồng thì đứng cách, cô vợ thì nghiến răng theo. Lo đúng không? Dạ, hoàn hảo theo. Biết ăn được không? Không, bữa em nấu thì ăn được. Em nấu anh ăn được thì anh nấu em sẽ ăn được. Chồng nấu cho vợ ăn phải ngon đúng không? Không ngon cũng ráng ăn. Không nghe mà. Cái đó nấm gì biết không Tài? Rồi, cái này nấm nấm đông cô bình thường. Đúng không ta? Nấm rơm, chào. Nấm rơm. Nấm đông cô. Nó làm tư cái đấy, cái hơi to. Cái này làm đôi để nó không, nó teo đúng không? Không teo, bữa bự lắm, chắc làm tư đi anh. Nấm thì chỉ có khi mà mình xào á, nó mất nước đi á, thì nó mới bị teo thôi. Còn nếu mà mình nấu canh hay gì á, nó sẽ hút nước vô và nó nở ra thêm. Đó. Em uống vào 1 phút thôi, em có 1 phút á. Em ý kiến thì thôi chứ chắc đã siêu bóng này. Bên đây cũng lăn xăng lắm. Trời, nấm đồng cô. Ủa, cái này là nấm gì bà xã? Nấm rơm. Nấm rơm hả? Đó, chưa thấy nấm rơm luôn hả Tài? Em ăn hoài mà em không biết tên đúng không? Em biết bao nhiêu loại nấm? Nấm đồng cô, nấm chim châm, nấm đùi gà. Nói thôi chứ không biết, nhìn mình biết không? Không biết hình đúng không? Nghe mà nói rồi. Lúc ăn tại vì thường em ăn là lẩu nấm á, có nhiều loại nấm. Tôm người ta kêu tôm gì?
tôm thì tôm càng xanh. À, tại vì giờ hải sản giảm hết ăn tôm cho nên em biết rõ. Thật ra vợ em không biết ăn nấm đúng không? Không thích ăn nấm không biết đúng không? Em đi ngoài cái món này ra em thích, anh còn biết làm món gì nữa? Em là chuyên về mì gói nè, trứng chiên nè. Hai món đó là em chuyên. Chuyên luôn á hả? Chuyên luôn. Cái đó là có công thức sẵn luôn. Em chiên trứng là chuyên nghiệp, không cần cái cây chiên vẫn có thể lật lại. Ừ. Hôm nay làm thêm món này nữa. Đúng ra đó, khi mà sơ chế đó, đầu tiên đó là em sắc mấy cái nào bỏ riêng ra cái đó ha, để cho nó khỏi lộn tùm lum, nó nhầm trên đó cho nó sạch cái thớt á. Rồi cuối cùng mình mới sắc tỏi mình bỏ vô trong chảo luôn, để cho nó gọn cái chảo luôn ha. Ở nhà anh Quỳnh Linh nấu ăn cho vợ hả? Không, anh thích nấu nhưng mà tâm biết hay vậy? Anh nấu trên truyền hình đó. Vậy mà về nhà thì không nấu cho vợ ăn? Không có thời gian. Tức là anh đi về đã tối rồi. Nhưng nếu có thời gian anh vẫn nấu. Cắt chanh sao? Cắt thì đó, cắt đúng không? Ừ, được, cắt ngay cái cuốn nó được. Nhà vợ hay chửi cắt chanh thì không có miếng nước. À vậy ha, mai mốt vợ sẽ không chửi đâu. Để ông chỉ cho nè. Tất cả những trái chanh trước khi mà mình cắt á, nó lăn nó. Lăn nó hả? À, lăn nó vậy thôi. Là nó sẽ, thứ nhất là nó bắn ra hết cái tinh dầu. Để khi mà mình vắt á, nó sẽ không bị rớt vô nó đắng. Cái thứ hai nữa là lúc đó nước nó nhiều, nó bể mấy cái tép ở trong á, ra nước nhiều. Cam cũng vậy. Ờ, để nó hợp sợ nên nếm cái nước sao. Cắt giống kiểu nít như nhà tròi á. Để ngón tay gần quá sợ cắt ra ngón tay. Tỏi vô cho nó thơm, tỏi cái hành nó thơm trước ha. Rồi sau đó mới tới cà chua, rồi cuối cùng rồi mới tới cái... quên, bỏ thịt vô trước. Không, em đang phi nó lên cho nó thơm xíu, em mới bỏ thịt vô. Xong rồi em bổ chung sốt vô cuối cùng. Ít thôi, đừng có cháy quá. Để thơm lên, thấy thơm hơn bên kia. Đúng không? Này là cái ăn điểm mà, cho nó không thơm xíu. Bếp có vẻ yếu quá không? 2000 rồi, bỏ thịt vào không thấy ấy luôn á. Chiên thì nó sẽ yếu. Em ở gần anh quá vậy, em có xin chưa? Không, không xin. Đừng xin, anh không cần quyền trợ giúp từ em. Đấy, khoảng nhóm, bỏ nữa. Bỏ nắm gần. Nắm gần, tí xíu, thôi bỏ. Đợi luôn đi. Cho nó thôi, nó mềm. Rồi, đổ hết vô được rồi đó. Đây là một cái những kinh nghiệm ứng xử nữa. Bây giờ nó bắt nhiều hơn rồi ha. Để trừng phỏng nha, chúng nha. Nói là cho nhiều cái gì nó mắc lắm đó. Anh có nem đi. Anh có muốn vô không? Không, anh nhưng vô. Mà anh nem đi. Lát nữa không thì từ từ người ta ném, từ từ người ta ném, từ từ người ta ném, ta trộn xong người ta ném. Anh cho quá trời xong rồi anh mới nếm lúc đó rồi mặn. Bắt bao nhiêu muỗng đường? Bắt có bao nhiêu muỗng đường trước không? Đường trước thì đường trước hay cái này trước cũng vậy. Nhưng mà cái pha mà cái đó là phải pha có bột cái nước kia nước nó mới ra được chứ. Gì cũng bỏ chổng mà em bị gì vậy? Nó không tan, không có thể múc nước ra. Thật sự là hai vợ chồng á, nếu mà chồng nấu thì vợ cũng nhảy vô rồi cứ nói này nói kia, hai vợ chồng hay tranh luận nhau chứ nấu ăn đôi khi cãi nhau cãi lộn. Bởi vì lúc mà một người nấu là người kia phải ở mặt ở trên, không có nói chuyện thì mất bội lắm, mất tích luôn á. Đúng rồi, mất tích luôn. Đó rồi chị nào ăn thì kêu nhau qua ăn thôi, nói em ơi xong rồi vô ăn. Lúc đó có chơi thì không sao chứ đứng mà nấu mà có người nói khó chịu đúng không? Giờ Henry bỏ tiêu nhiều lắm rồi đó nha. Không nêm các gia vị khác thấy bỏ tiêu hơi nhiều rồi đó. Cái này là chỉ có muối với tiêu thôi. Tiêu á để chút mình lấy sao bỏ sao cũng được.
khi mà có đầy đủ không? Rồi gần ăn bỏ tiêu cũng được. Được. Chín chưa? Chín được. Quẩy đến lên đi. Ờ, để bỏ này. Bỏ thêm này nữa, hơi một muỗng nữa. Rồi bỏ thêm, bỏ vô đây nè, ừ. Ý là đường nãy pha vô đó luôn, bỏ này pha nước chấm riêng, cần pha đường nó mắm. Nước chấm đâu, rồi rồi pha, pha bỏ đó luôn. Chứ nước chấm thì mình cho nước chấm. Mẹ em nói nước chấm. Không có, pha vô đây luôn. Ừ, vô pha đi. Bị thiếu cái ớt, cho nên phải làm cái gì đậm nè. Cái đó để nhiều chua, đỡ hết đi, cái đó không ít à. Ừ, để hết đi. Hết thì mình lát mình ít chanh lại. Bỏ ớt thì nữa nè, bỏ đại đi, để tâm, bỏ ớt đi, bỏ dừa nữa kìa. Rồi, anh bỏ. Bây giờ thôi, mình bắt đầu nêm nếm đi ha, đầu bếp. Dạ anh, em nghĩ là mình bắt đầu với là mì ý trước anh ha. À. Bây giờ là nãy giờ mình ăn cái món của đối phương mình thấy thế nào ha anh Điền? À, rất là đậm đà, mùi nước cốt dừa rất là rõ ràng. Henry làm cái món này là đúng là cái món khoái khẩu của em hay thích ăn. Em đòi vợ rủ vợ đi ăn hoài. Mà tại vì vợ không thích ăn đồ kiểu Âu cho nên em cũng ít ăn mà em thích ăn món này lắm. Em thì thấy nói chung là em rất là thích ăn tôm nhâm, cũng mê hải sản với cả tôm nhâm lắm. Thì cái canh này rất là đậm đà và thơm. Thơm từ cái lúc mà hai vợ chồng bên kia vừa nấu là đã rất là thèm rồi. Còn em ăn cái món của chồng em cảm nhận ngày hôm nay từ tay chính tay bằng tay của chồng em nấu mà không có sự can thiệp của em, và hình ảnh nó như thế nào đối với em, cảm xúc bây giờ như thế nào? À, thực ra thì món spaghetti này Henry đã nấu cho em ăn một lần rồi, nấu cho toàn công ty ăn một lần rồi. Lần trước thì xuất sắc hơn lần này. Thằng này chắc do nấu cho mình em ăn nên là không có được tâm huyết bằng nấu cho những người khác ăn. Một lời trách nhẹ. Nấu cho vợ phải tâm huyết nha. Tối nay nấu lại ha. Về món ăn cứ ra hẳn cái vị của nó. Và nãy thì bà xã cũng hướng dẫn cái cách mà nêm nếm á. Mình cứ nêm cái nào đó ra một vị trước đi. Tại vì mình cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp cho nên là mình cứ nêm lẫn chung á. Cái lát cái gì nó cũng lạc lạc, cái gì nó cũng thiếu. Mình cứ nêm tới nêm lui hồi là nó hư luôn. Và đặc biệt là nếu mà mình nêm chanh sớm á, thứ nhất là nó sẽ bị đắng. Cái thứ hai nữa là sẽ làm cho cái việc cái lưỡi của mình á, lát mà nó tê á, là mình nêm nó không có được chuẩn vị nữa. Dạ, cảm ơn. Cái phong cách nấu của bạn cũng rất là Âu. Nêm nếm ngay từ cái lúc nêm nếm gia vị rồi là chỉ là rõ ràng là cái này là nếu mà ăn theo đúng cái vị của mà, tại Long cũng làm việc bên ấy cũng một thời gian cho nên là cái vị mà ăn cái cà là phải chua, cái này là nó rất là phù hợp với lại cái khẩu vị của người Âu. Nhưng mà nói nãy cũng có chia sẻ, nếu mà mình làm để phù hợp với lại ăn người Á Đông của mình thì mình sẽ phải gia giảm gia vị. Ví dụ như là cái phần mì ý á, cái sauce nó là cái linh hồn, nhưng mà cái cọng mì nó cũng là cái mà rất là quan trọng. Cho nên ở cách luộc mì của mình á, khi mà tại vì mình còn xào nữa, xào trên chảo cho nó sẽ tiếp tục gia nhiệt, cho nên là lúc luộc á mình luộc cho nó gần tới thôi. Ví dụ như là trên cái bao bì nó ghi là mình cần phải luộc 8 phút thì mình nên luộc 6 phút. Xong sau đó mình lấy qua mình bỏ tiếp tục xào rồi phần sốt thì lúc đó ăn nó sẽ vừa hơn. Tại với mì ý mà mình ăn nó còn hơi sực sực chút xíu á, nó sẽ ngon hơn.
hôm nay đó là em có một chút gì đó cảm động trước cái hình ảnh mà chồng em nấu ăn cho em không? Nói chung quen nhau 3 năm thì đâu lấy nhau 3 năm chứ. Thực ra bọn em quen nhau 3 tháng là đã cưới nhau rồi, nên là gần như là thời gian quen nhau và thời gian cưới nhau là cùng một thời gian. Thì Henry là một người cực kỳ lười làm tất cả mọi thứ, nên là một ngày hôm nay thấy Henry vào bếp nấu ăn cho em thì em đã rất là cảm động rồi. Rất là ghi nhận tấm lòng của anh. Hy vọng là do này là tấm lòng thật sự chứ không bị ép buộc. Nấu ăn cho vợ thì thỉnh thoảng em cũng có nấu, tại vì cổ là không bao giờ xuống rồi. Nấu cho cổ ăn thì mấy lần trước thì cổ không có vấn đề hết. Chắc thấy bữa nay có đông người nên nói không ngon. Đâu có, mọi người cũng đồng ý với em nói không ngon. Bởi không ngon mà thiếu chua thôi. Anh thì rất là muốn nấu cho em ăn nhiều hơn như bây giờ. Tuy nhiên là bình luận của em thì không có được hợp tai. Nên chắc anh sẽ hạn chế nấu cho em để vợ chồng mình được sống hạnh phúc lâu dài. Trời ơi. Hay quá, hiểu ghê luôn. Henry ít nấu lại thì em có là muốn là người phải nấu cho Henry ăn để không Henry mà em không nấu đâu. Em nấu là lại bị chê tôi thả thôi, nên là thôi em không nấu đâu. Không nấu luôn? Không nấu. Đôi khi tình yêu cũng bắt đầu từ cái bao tử mà ra. Thành ra nói gì nói, trong cuộc sống hiện đại vợ chồng bận cách mấy đi nữa theo anh á thì cũng nên vào bếp, có thể nấu ngon. Nhưng mà nhìn hình ảnh là chồng mình nấu mình thú vị lắm. Giống như em hồi nãy thấy không? Thấy thú vị. Đôi khi mình góp ý, đôi khi chồng bực mình thôi kệ, góp đi mình nấu gì nấu. Nhưng mà ở đó nó ấm áp lắm. Hoặc là vợ vào bếp nấu chồng thấy trời ơi đã quá. Đôi khi nó không ngon nhưng cũng cố gắng khen nha. Henry đừng có chê nha em nha. À, em khen không ạ. À. Em khen nhiều tại cổ bóp méo sự thật. Hôm nay thì trước mặt vợ em có muốn nói một lời yêu thương nào nhất đối với vợ của mình không? Nhân đây với chương trình, anh muốn nói với em là anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh biết là từ lúc mà mình lấy nhau tới giờ anh thay đổi cũng nhiều. Có thể là do đổi ngôn ngữ đi. Tại vì mỗi khi mà anh đổi ngôn ngữ thì nó đổi cái tính cách của anh. Lúc mà anh đi qua Mỹ thì lúc đó là anh trưởng thành rồi, thì lúc mà mình mới quen nhau thì anh có giao tiếp với em bằng tiếng Anh nhiều thường xuyên hơn, thì có thể là em yêu cái con người đó của anh hơn cái lúc mà anh nói tiếng Anh. Tuy nhiên là lúc mà anh về đây được 3 năm rồi thì sinh hoạt mọi thứ thì anh cũng dùng tiếng Việt nhiều, nên phần đó nó cũng quay lại cái thời lúc anh còn trẻ hơn, nên có thể là nó làm cho em bị như là bối rối. Cho nên nhân đây anh cũng sẽ cố gắng thay đổi lại thành đúng con người của anh. Nhưng mà không phải là hai con người khác nhau, tuy nhiên là anh sẽ cố gắng trau chuốt cái từ ngữ của anh lại hơn cho em nghe. Em có thể là em không hiểu hết ý của anh giống như vừa rồi, nên anh sẽ cố gắng. Thực sự thì trong 3 năm vừa qua đúng là em hơi vô tâm, không để ý đến cảm xúc của anh nhiều. Đến ngày hôm nay sau khi mà xem cái đoạn trả lời câu hỏi của anh thì em mới nhận ra là em áp đặt anh nhiều quá ấy, và bắt anh phải làm theo ý em nhiều quá, nên chắc là dẫn đến cái chuyện là anh muốn có cái thời gian thở riêng cho bản thân mình, hay là em không quan tâm đến cảm nhận của anh hay là suy nghĩ của anh, nên là em sẽ, bây giờ em biết rồi, ngày trước thì em không biết, anh cũng không nói cho em nữa, nên là em cũng không biết. Chắc là chiều em là bây giờ em biết rồi thì em sẽ cố gắng gọi là tiết chế cái sự muốn control của bản thân em áp đặt lên anh, và sẽ để tâm đến cảm xúc thật của anh nhiều hơn. Chúng ta có rất nhiều cách. Cách uống thuốc không phải là cách để làm hàng ngày đâu em nhé. Rất là dễ thương. Còn cặp bên đây thì sao? Đa số là chồng em rất là chiều ý em, nên em vẫn thích, cảm thấy hôm nay rất là ngon. Rất là ngon. Hãy thường xuyên nấu như thế được không? Cái điều mà em muốn hiện giờ là giống như là cho bà xã với lại con của em là khỏe mạnh là cái điều mà em muốn nhất. Em có bao giờ cảm giác mình có lỗi với bà xã không? Có, thì cái chuyện khi xưa là em làm có lỗi bà xã, em đã có xin lỗi bà xã, giống như là sẽ cố gắng không bao giờ làm bà xã buồn nữa. Cố gắng rồi. Cố gắng, ok, cố gắng. Em muốn dù sau này có sinh em bé ra thì chồng em cũng sẽ như vậy, cũng hiểu em, cũng cố gắng giúp em, rồi cũng tự chủ, tự động làm những cái việc mà vợ chồng mình sắp xếp ra.
Ok, bà xã. Đó là câu chuyện ngày hôm nay. Hai câu chuyện có màu sắc khác nhau, nhưng chúng ta hãy cùng học hỏi, chia sẻ lẫn nhau. Mỗi bên lấy bên này chút, bên kia lấy chút. Đó là những cái điều mà chúng ta cần trao dồi để tạo nên một giá trị hạnh phúc của gia đình. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình.